mềm nó chơi sộp vậy đó. Này là anh chủ đầu tư, anh ở là Cà Mau nhưng mà còn anh ở huyện gì? Anh ở huyện U Minh. Anh ở huyện U Minh, anh đầu tư cây dừa Mã Lai nha bà con. Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hôm nay Ly sẽ đưa cho quý bà con chúng ta cùng tham quan cái mô hình trồng dừa Mã Lai nha bà con. Anh trồng 1.200 cây, anh trồng là 500 cây dừa Mã Lai đít chuông và 700 cây cây dừa Mã Lai đít bầu. Quý bà con chúng ta thấy không, cái quài dừa bên kia trái nó như cái chùm nho luôn hả bà con. Anh không tiện trái nè. Quý bà con chúng ta trồng dừa, những cái lứa trái mà đầu tiên như vậy thì quý bà con chúng ta nên tiện trái bớt nha bà con, để cho cây nó không bị mất sức ha. Một quài dừa thì chúng ta nên để từ 18 đến 20 trái thôi, thì trái nó sẽ to hơn hả bà con, và những cái lứa trái sau thì nó sẽ đạt hơn rất là nhiều. Quý bà con chúng ta thấy rất là nhiều trái luôn ha. Chúng ta phải cột lên như vậy á bà con mới chịu được. Đây nữa nè, một cái quài dừa như vậy là cũng hơn 15 trái nha bà con. Trái rất là sai luôn, Ly đếm không được, nó khít 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 dữ lắm á. Ly chỉ đoán là trên 15 trái thôi, nhưng mà nó sẽ hơn, tại vì 5 trái là nó có khoảng nhiêu đây thôi hả bà con, nó sẽ hơn rất là nhiều. Từ cái mặt đất lên thì nó có 3 tấc tới 4 tấc thôi mà cây nè. Trái rất là sai ha. Mà trong khi đó thì anh đã thu nè, dấu cắt nè. Một buồng nè hả bà con. Còn đây một buồng nữa nè. Hầu như là một cái tàu lá như vậy thì anh sẽ thu một cái quả dừa. Ở trên thì ra thêm mấy cái lưỡi mèo nữa bà con. Đây nữa nè. Đó, bà con chúng ta thấy không? Ly cũng thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta nên trồng dừa Mã Lai. Thứ nhất là cái cây nó rất là lùn. Từ cái mặt đất lên thôi thì nó cao tầm khoảng là từ 3 tấc tới 4 tấc ra trái rồi nha bà con. Nè, chúng ta có thể là ngồi là hái thôi, chúng ta không có đứng ha. Còn cái thứ hai nữa là năng suất nó sẽ cao hơn. Một cái quài dừa như vậy thì nó lên tầm khoảng là từ 15 đến 25. Thậm chí chúng ta không tiện trái thì nó lên tới 35 trái luôn đó bà con. Năng suất nó cao hơn gấp 2 lần luôn ha. Còn cái thứ ba nữa là cho trái rất là sớm, chỉ trong vòng là từ 18 đến 24 tháng là ra cái lưỡi mèo, tức là ra trái đầu tiên luôn hả bà con. Trong vòng là từ 27 tháng thì chúng ta có thể kinh doanh được trên cây dừa Mã Lai như vậy. Nè, quý bà con thấy ha, đi sẽ quay ha. Nè, giống như cái này nè, cái buồng anh nè ha. Còn cái bên là cái buồng em, còn cái bên nữa là cái buồng chị nữa hả bà con. Còn cái bên nữa là thêm buồng chị nữa, rồi ra thêm cái lưỡi mèo. Giống như là một cái nách lá thì ra một cái lưỡi mèo á. Đây nè bà con thấy không? Đó. Bên kia nữa nè ha. Quài này thì đang đậu trái nè. Cái buồng này thì nó chuẩn bị đậu trái nè. Rồi để Ly sẽ đi cây cây tiếp theo nữa nha bà con. Dừa Mã Lai thì nước uống rất là ngọt. Quý bà con thấy trái nhỏ nhỏ như vậy thôi thì từ 400ml tới 500ml nước ạ. Phải cột lên như vậy nè. Cái quài này thì phải hơn 20 trái á. Phải cột gị lên. Không gị lên là nó sẽ tuột luôn cái bẻ bà con. Còn đây là những cái dấu cắt cũ còn nè. Đây nè. Ly sẽ quay một vòng thôi là thấy hai dấu cắt rồi. Ở đây thêm một dấu nữa nè. Còn bên đây nữa nè bà con. Cái cây này là anh thu rất là nhiều rồi nha. 4 hoài. Còn xa bên kia nữa kìa. Dừa Mã Lai trồng kinh tế rất là cao nha bà con. Hiện tại thì cũng 70.000 một chục. Đây, cái hoài này trái rất là sai luôn. Giống như cái chùm nho vậy hả bà con. Đụng đất luôn nè. Cái thân dừa nè, rất là thấp ha. Năng suất sẽ vượt trội hơn. Năng suất sẽ cao gấp 2, gấp 3 lần những loại dừa khác nha bà con. Dấu cắt còn nữa nè. Hầu như cái cây nào anh cũng kinh doanh rồi hết nha bà con. Một dấu nè, hai dấu nè, ba dấu nè, ba hoài. Còn bên đây thêm hoài nữa nè. Còn cái hoài này rất là sai. Đây. Tới cái cây tiếp theo nữa.
con thân chúng ta thấy mê không? Rất là mê ha. Còn cái dừa má lai thì cái tàu nó màu xanh nha bà con, trái màu đỏ. Nó khác hơn những loại dừa khác ha. Những loại dừa khác thì trái màu đỏ thì cái tàu nó sẽ màu vàng nha bà con. Còn riêng về cái dừa má lai thì cái tàu xanh, trái đỏ. Cách nhận dạng cũng rất là dễ dàng nha. Cái cây này nó rất là thấp nhưng mà anh đã kinh doanh được trên cái cây dừa như vậy là 3 buồng rồi nè bà con. Và trong khi là bên đây cái ngoài này nó cũng khá là sai nè. Chú cắt còn nè ha. Đây giống nữa nè. Còn bên đây giống nữa nè. 3-4 hoài rồi đó. Kinh doanh được 3-4 buồng rồi. Và đồng thời cũng kèm theo những cái lưỡi mèo nằm ở trên nữa nè. Từ 18 ngày đến 20 ngày thì bạn dừa má lai này thì sẽ bung ra, sẽ nở ra một cái lưỡi mèo. Tức là một tháng như vậy thì chúng ta có thể kinh doanh được trên cây dừa một lần nha bà con. Thu hoạch định kỳ ha, trồng dừa má lai. Thứ nhất là nhẹ công chăm sóc, thứ hai là năng suất cao, thứ ba nữa là rất là dễ trồng. Không có bị bệnh nhiều hết bà con, rất là dễ trồng luôn. Mà cho trái quanh năm. Đây. Giờ đi vô rồi hả? Không có dao sao? Chưa, anh đi lấy dao. Alo. Vậy lấy dao đi. Cái đó 350 con cây đó mà của khách nó đặt rồi. Bà không? Rồi thôi thôi, bà ơi, để tao luôn. Cho khách luôn đi. Cái gì? Đâu có, tao mua không bán thằng nỉ quá cho luôn. Mà anh nó chơi sợp vậy đó. Này là anh chủ đầu tư. Anh Thái của Trang cho em xem nhung nhang cái. Đó, anh ở là Cà Mau nhưng mà còn anh ở huyện gì? Anh ở huyện U Minh. Anh ở huyện U Minh, anh đầu tư cây dừa má lai nha bà con. Hôm nay anh đi tham quan vườn. Giờ anh chủ vườn đi vô lấy dao rồi, để cho anh test trực tiếp luôn. Trái rất là sai, cây rất là lùn. Cái này là ngồi là hái nha, không có cần bắt hang đâu hả anh? Có phải mệt không? Nước rất là ngọt.